Bạn đang tự hỏi những khách hàng khi mua hàng online họ đang có những cái suy nghĩ gì trong đầu? Hãy xem video này nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tuấn Nguyễn Marketing. Và ở video này chúng ta sẽ đi vào cái nội dung là tâm lý của khách hàng khi mua hàng online, họ sẽ có những bước suy nghĩ như thế nào để chúng ta có thể hiểu và tư vấn cho họ cách tốt nhất trong quá trình mà các bạn đi kinh doanh trên online. Đầu tiên đó chính là cái giai đoạn thứ nhất, Tuấn ghi là giai đoạn thứ nhất nha. Ở giai đoạn thứ nhất thì họ sẽ là nghi ngờ, chất vấn. Đây là một cái biểu hiện rất là bình thường của tất cả mọi người, ngay cả bạn mà thôi, tại vì cái này nó nằm sẵn bên trong cái phần tiềm thức của các bạn rồi, và nó được định hình từ hàng hàng ngàn hàng hàng ngàn hàng triệu năm qua. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà có sự nghi ngờ chất vấn như vậy thì con người chúng ta mới có thể là đề phòng được tất cả những cái nguy cơ, những cái sự mà lừa dối lừa đảo có thể xảy ra nguy hại đến chúng ta. Bởi vì thế nên là cái việc mà một cái người khách hàng lạ tìm tới một cửa hàng lạ với một thương hiệu lạ và có thể là một sản phẩm lạ, họ hỏi rất nhiều và họ sẽ chất vấn rất là nhiều nhân viên là tư vấn, nhân viên bán hàng là một điều hết sức bình thường và hết sức là hiển nhiên. Nên là trong cái giai đoạn đầu tiên của quá trình mua hàng thì họ sẽ bắt đầu hỏi, họ sẽ bắt đầu là tìm hiểu và nghi ngờ về cái sản phẩm của bạn và đang gọi là phân vân không biết là cái sản phẩm của bạn có thật sự tốt, có thật sự là đáp ứng được những cái nhu cầu của họ hay không, và chất lượng có thật sự đảm bảo hay không, nguồn gốc có thật sự tốt hay không, và có những cái yếu tố mà họ quan tâm hay không. Đó là giai đoạn đầu tiên của việc mua hàng trên online. Qua giai đoạn thứ hai, tôi nghĩ là giai đoạn 2 ha. Giai đoạn 2 là tìm hiểu và đánh giá. Dĩ nhiên là một người khách hàng khi mà inbox cho bạn trước khi mà trừ nha, tao nói trừ hai trường hợp. Trừ hai trường hợp. Một là họ đã tìm hiểu từ trước rất là lâu rồi và họ đã hiểu về sản phẩm của bạn rồi, nhưng mà họ muốn chất vấn, muốn hỏi lại mà thôi cho nó yên tâm mà thôi. Còn hai là đang có một cái chương trình khuyến mãi, một cái chương trình ưu đãi rất là lớn và họ sẵn sàng chi tiền để mua hàng thì họ mới chốt trong cái lần đặt hàng đầu tiên. Còn không thì đa phần khách hàng sẽ hỏi thăm ở lần đầu tiên và sau đó họ nắm được thông tin rồi họ sẽ đi lên mạng dò xét, kiểm tra và đi tham khảo nguồn từ bạn bè này kia kiểu trước khi mà họ mua hàng ha. Thậm chí một số sản phẩm có giá trị không cao, ví dụ như vài trăm ngàn thôi, thì họ vẫn có cái yếu tố đó. Họ cũng sẽ vô cái trang fanpage của bạn tìm hiểu thật kỹ là trang fanpage bạn có tốt hay không, được nhiều người đánh giá hay không, sản phẩm của bạn có bán nhiều hay không, được phổ biến hay không. Đó, rất nhiều cái yếu tố. Thì giai đoạn 2 là đúng lúc đó đúng là cái giai đoạn mà họ sẽ đi tìm hiểu và đánh giá về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Sau đó họ mới là phát sinh nhu cầu thực sự và họ tạo dựng được cái niềm tin rồi thì họ mới tìm tới mua hàng của bạn được. Xong giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ đi tới giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba này là thưởng thức. Thưởng thức đây là cái lúc mà họ đã chấp nhận cái việc mà mua hàng của các bạn rồi và họ sẽ mang về, họ sử dụng, họ mặc, họ ăn, họ gì, thường là những cái sản phẩm liên quan tới là mặc nha, sử dụng ha, mặc hoặc là sử dụng những cái sản phẩm công nghệ hay là những cái sản phẩm gia đình hay là cái bất kỳ cái gì mình sử dụng. Còn thường á, thường ăn uống thì họ không phân vân đâu, ăn uống thấy thấy ngon ngon thấy ok thì tới ăn thôi chứ có gì đâu phân vân. Thường thì những cái sản phẩm sử dụng sẽ là nhiều ha. Thì đây là cái giai đoạn họ sẽ thưởng thức và họ sẽ cảm nhận với cái sản phẩm của bạn như thế nào. Và sau đó thì đến cái giai đoạn thứ tư, sau khi mà cái việc mà thưởng thức diễn ra mà hoàn hảo và họ hiểu được cái sản phẩm của bạn đáp ứng đầy đủ hết tất cả những giá trị mà họ đang tìm kiếm và họ cảm thấy hài lòng với điều đó, thì giai đoạn thứ tư đó là tái lập quy trình mua hàng. Họ sẽ tiếp tục mua hàng của các bạn ở những lần sau, họ sẽ mua thêm sản phẩm khác hoặc là họ sẽ là cùng bạn bè đi tới để cùng mua hàng của các bạn, hoặc là giới thiệu bạn bè cho các bạn tới chỗ của bạn bè của họ tới chỗ các bạn để mua hàng. Điều này rất là tuyệt vời để các bạn gia tăng doanh số, và ở điều này muốn làm tốt thì các bạn phải chăm sóc khách hàng thật là tốt. Cùng với đó phải có những cái chương trình hậu mãi thật là hấp dẫn để họ có thể là yêu mến và lựa chọn bạn một cách hoàn hảo nhất cho những cái lần mua tiếp theo.
Ok, thì trên đây là cái tâm lý của khách hàng khi mua hàng online các bạn cần biết. Đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh cũng như like video để ủng hộ cho kênh được tiếp tục phát triển, và để lại ý kiến của bạn bên dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.